bình thường. Và về mọi người em hả? Em vẫn phải mà làm dài thôi. Giờ là tới xe hả? Không, giờ là bị dài. Mày có chuyện được không? Nói cái mốt cho nó gì? Chưa, nó là cho xin cái Rồi, có sợ các bạn ở chỗ ngoài em thương gì quá à. Anh Tùng Châu á, là khi mà đi làm makeup nè, xong làm nail biết luôn, bây giờ tới mình chỗ tập bạn luôn. Hãy đến với sự phá cách trong ngành công nghiệp thời trang, như người phụ nữ tân thời dám can đảm bứt phá bản thân trước những khuôn khổ bảo thủ, pha trộn và khắc tân giữa tinh hoa từ di sản xưa cũ, nhưng vẫn tạo ra dấu ấn riêng là cách mà nhà mốt Công Trí đã chọn hội hồn vào chiếc váy chiếc em được dựng vào cầu kỳ bằng kỹ thuật wrapping thượng thừa. Phòng dáng cứng khắc ôm trọn người lại lên phía sau để lộ nửa phần lưng trần luôn là nửa kín đáo như cuộc đầy nổi loạn, tôn lên vẻ sang trọng không kém phần quyến rũ của người phụ nữ. Và sự tỏa sáng của người phụ nữ không chỉ nằm ở những trang phục lộng lẫy, đó là vẻ đẹp thuần khiết, tao nhã, thành định, vẫn là một ma lực khó chối từ. Quay cái bụng của em mà quay cái mông của em. Ghê quá. Tiêm vaccine xong là chị học dậy thì lại lần 2 đấy. Còn 28 năm nay rồi. 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 Em vẫn tin tuổi già của em. Mặc dù em cũng có những đường càng già càng cay, nhưng em vẫn tin. Vì sẽ còn đây không? Điểm nhấn của mẫu thiết kế chất liệu vải tơ do Á hậu Vũ Lệ Hằng trình diễn nằm ở cách thức dựng vòm vót cơ xứng, tạo nên nét phá cách mới lạ. Điểm sáng này giống như là một phong vị mới, nhưng thật ra lại dựa trên ý tưởng hướng đến sự giản đơn, tinh tế.
về tư tưởng công trí. Lãng mạn và bay bổng là tinh thần của bộ thiết kế cuối cùng trong bộ sưu tập. Chúng ta sẽ bị chi viện với trình diễn của Hoa hậu Hơi Han Mie. Các bộ máy đẹp, sắc hồng phiêu xa, làm tăng thêm sự ấn tượng của bộ thiết kế. Dù cho ở bất kỳ thời đại nào, đi qua bao thăng trầm hay sự đổi thay của thời đại, duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi. Trong tâm hồn người phụ nữ đều sở hữu một chất thơ. Thời trang chưa bao giờ có điểm dừng hay giới hạn, chỉ có những suy nghĩ khô khan tự áp đặt lên chúng. Những điểm nhấn bồng bềnh không đơn thuần phô diễn hay bay bổng, mà còn là hy vọng của nhà mốt công trí dành cho người phụ nữ khi khoác trên mình mẫu thiết kế này. Tự bản thân chúng ta có thể tạo ra được những lãng mạn cho riêng mình. Và một lần nữa, hãy cùng chiêm ngưỡng lại giấc mơ hạt đỏ lộng lẫy như sa, nhịp thanh thuần tao nhã của nhà mốt công trí.